như là các bạn thấy là tuy là khi chúng ta uh, nhìn vào cái sự tìm kiếm cái từ Bitcoin ở trên Google đó thì không giống như trước đây để thường cho các bạn thấy uh, một cái thuyết được chia sẻ bởi The Thai thì các bạn thấy được là cái thuyết này đó có ba cái hình bên tay trái đó là bao nhiêu người đi tìm kiếm từ Bitcoin bao nhiêu người đi tìm kiếm từ Premium là chính giữa và bên tay phải là bao nhiêu người đi tìm kiếm cái từ Buy Crypto nghĩa là mua Crypto thì các bạn thấy được đó là cái sự khác biệt rất là lớn chúng ta thấy đây là cái tài liệu từ năm 2017 cho đến năm 2021 thì tuy là khi chúng ta nhìn vào là bao nhiêu người đang đi tìm kiếm cái từ Bitcoin ở trên những mạng xã hội đó thì khi mà chúng ta nhìn vào bao nhiêu người đang đi tìm kiếm từ Bitcoin trên Google thì đương nhiên cái số lượng người đi tìm kiếm bây giờ đã không có bằng năm 2017 thì đây là một tài liệu mà chúng ta cũng thường thấy các bạn thấy được là cái chỉ số bây giờ chỉ là 38 so với lại các bạn thấy được là năm 2017 lên tới 100 100 đương nhiên là cái điểm cao nhất trong cái thời kỳ này và chúng ta nhìn vào Ethereum đi thì Ethereum là một điều hoàn toàn khác biệt. Thật ra mà nói là Thuận trong vòng mấy tháng qua cũng không có tìm hiểu là bao nhiêu người đang đi tìm kiếm từ Ethereum ở trên Google. Nhưng mà các bạn nhìn vào cái biểu đồ này đi, các bạn thấy rất rõ ràng thì chúng ta đã thấy là thời gian gần đây cái số lượng người đi tìm kiếm từ Ethereum đã cao hơn là năm 2017 rất là nhiều rồi. Có nghĩa là các bạn thấy được là tuy là Bitcoin vẫn chưa có đạt đỉnh như là năm 2017 Có nghĩa là bây giờ có nhiều người đi tìm kiếm từ Temium hơn là tìm kiếm từ Bitcoin So với lại năm 2017 Các bạn thấy được là cái số lượng người hứng thú với Temium bây giờ đã cao hơn So với cái số lượng người hứng thú với Temium của năm 2017 Bitcoin thì chưa phải nhưng mà Ethereum thì chúng ta đã đạt đỉnh rồi Và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái từ buy crypto Nghĩa là mua crypto Thì các bạn thấy là cái sự kiện cũng tương tự Các bạn thấy là gần đây Thì cái số lượng người mà tìm kiếm từ buy crypto Đã tăng lên 100 điểm Có nghĩa là còn cao hơn là cuối năm 17 đầu năm 2018 nữa Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là các bạn thấy được là sự hứng thú của những nhà đầu tư riêng lẻ đó Bây giờ là có rất nhiều nhà đầu tư riêng lẻ và họ hứng thú đi tìm kiếm từ Ethereum, họ hứng thú đi tìm hiểu mua crypto chứ không giống như là năm 2017 khi mà những người mới vào thì họ hứng thú đi tìm kiếm từ Bitcoin. Tại sao lại như vậy? Thì được ra mà nói thường chỉ có thể nghĩ được là bây giờ rất khác năm 2017, các bạn thấy được là năm 2017 đó khi mà chúng ta thấy cái đợt FOMO đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ thì các bạn đã thấy là lúc đó giá Bitcoin là như thế nào? Lúc đó là giá Bitcoin vẫn xoay quanh cái mức là khoảng chừng 3.000 đô, 4.000 đô, 5.000 đô thì một người mới người ta tham gia vào thị trường này các bạn thấy được là với cái mức là 4.000 đô 5.000 đô có thể là mua được nửa Bitcoin có thể là mua được một Bitcoin nhưng mà khi mà những người mới tham gia vào thị trường này khi mà họ nghe nói tới Bitcoin nghe nói tới crypto termium trên CNBC trên những cái đài đầu tư truyền thống đó thì họ nghe nói tới crypto Bitcoin nhưng mà khi mà họ bắt đầu tìm hiểu đó họ đã thấy được là giá Bitcoin bây giờ 36.000 đô thì cái số lượng người mà có thể dễ dàng mua được bộ bịch không bây giờ đã không có giống như là năm 2017 và cái cách suy nghĩ của con người rất là khác biệt các bạn thấy được là nhiều người thì họ nghĩ là họ phải có một Bitcoin mới được chứ họ không nghĩ là bây giờ chúng ta có thể mua là một phần 10 Bitcoin cho nên họ thấy cái giá này quá cao có thể là nhiều người suy nghĩ như vậy. Cái này là suy nghĩ cá nhân cung thụ mà thôi. Thì họ nhìn vào cái đồng kế tiếp. Đồng kế tiếp đồng nào? Đồng kế tiếp là Ethereum. Ethereum, cách đây các bạn thấy là bài tuần chỉ có 1.000 đô, thậm chí là có nhiều đợt xuống còn 900 đô, 800 đô. Và cách đây khoảng chừng là 2-3 tháng thì các bạn thấy là chỉ có là không tới 700 đô. Giá Ethereum bây giờ 1.500 đô cũng như là họ nhìn vào Bitcoin của năm 2017 khi mà Bitcoin xây quanh cái mức là 3.000 đô, 4.000 đô, 5.000 đô. Thì có thể là nhiều người nghĩ là mua Ethereum thì họ có thể mua được một Ethereum, hai Ethereum, ba Ethereum nhưng mà mua Bitcoin thì họ không có thể nào mua được một Bitcoin cho nên họ lựa chọn là mua Ethereum và thậm chí các bạn thấy được là nhiều người đi tìm kiếm cái từ là buy crypto để họ làm gì thì nghĩ là nhiều người sẽ lựa chọn những cái đồng altcoin nhỏ hơn để họ có thể mua được nhiều hơn tại vì lúc nào cái sự suy nghĩ của nhiều nhà đầu tư riêng lẻ cũng là muốn có nhiều đồng hơn là Họ suy nghĩ để đồng đó đáng giá bao nhiêu. Tại sao như vậy? Thường cũng không có cái cách để mà trả lời cho các bạn được. Tại vì thường cũng không hiểu được. Tại vì các bạn thấy được là một vật đáng giá bao nhiêu không quan trọng. Tại vì cái phần trăm tăng trưởng nó giống nhau. Như là các bạn thấy là cái vật đó là đáng giá 10 000 Mà các bạn có được 10 phần tăng trưởng thì cũng là 10 phần trăm tăng trưởng. Trong khi mà các bạn thấy là một vật đó là đáng giá 1 000 Mà các bạn mua 10 cái vật đó thì 10 phần trăm tăng trưởng cũng như vậy mà thôi. Các bạn thấy đây là cuối cùng cái điều quan trọng nhất đó chính là phần trăm tăng trưởng chứ không phải là vật đó đáng giá bao nhiêu. Và đây cũng là một cái yếu tố rất quan trọng mà thường sẽ giải thích một lát nữa để các bạn hiểu hơn về tình hình của công ty Rayscale tại sao lại những nhà đầu tư lớn họ lại không có tự đi thu mua Bitcoin mà họ lại đi thu mua cổ phần của công ty Rayscale như vậy. Đây là một trong những cái câu hỏi rất thường gặp mà nhiều bạn hỏi thuận Thuận sẽ chia sẻ thêm một lát nữa. Nhưng mà chúng ta trở về cái tình hình này thì một trong những điều mà cần phải suy nghĩ bây giờ đó là Ethereum có thể lên cao đến mức nào Thực ra mà nói là thượng công thể trả lời cho các bạn được Tại vì các bạn đã thấy được là đầu năm 2017 đó Có bao nhiêu người ở thời điểm đó có thể nghĩ là Bitcoin có thể lên tới mức là 20.000 đô Trong khi mà các bạn thấy được là Ethereum bây giờ 1.500 đô Thì nếu như mà cái sự FOMO đến từ những nhà đầu tư liên lẻ mạnh như là Bitcoin trước đây thì các bạn có tưởng tượng đi, Ethereum 1.500 đô có thể được đẩy mạnh lên tới mức nào? Đó là một trong những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ tới có khả năng là Ethereum được đẩy lên rất là cao, cao hơn là 8.600 đô như là thường đã chia sẻ trong cái video trước đây rất là nhiều. Đây là cái tài liệu liên quan tới Ethereum. Chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa được chia sẻ bởi bài viết này bởi Cointelegraph thì uh, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu mới đây, đây là tài liệu cũng tương tự. Đây là một cái thông tin khác các bạn thấy được là trong cái thời gian gần đây đó các bạn thấy là cái số lượng tweet ở trên Twitter liên quan đến Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Cardano, Link Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar Lumen, EOS Đây là cái số lượng thuyết mà có những cái từ này trong đó Thì các bạn thấy là trong cái thời điểm tháng 1 mới đây Đã đạt kỷ lục từ năm 2020 cho đến bây giờ Các bạn thấy được là cái số lượng thuyết càng ngày càng tăng lên Hồi tháng 11 chỉ có là 1,9 triệu thuyết có những cái từ này mà thôi Rồi tới tháng 12 là 2,4 triệu thuyết Rồi tháng 1 năm 2021 là 3,3 triệu thuyết các bạn thấy được là cái số lượng thuyết liên quan tới những cái đồng này ngày là càng tăng lên rất là mạnh. Chúng ta nhìn một tài liệu khác nữa. Đây là cái tài liệu liên quan tới Bitcoin subreddit thì cũng tương tự như là các bạn nghe chúng ta nói tới những cái thông tin liên quan tới là cái subreddit của Washshit bet thì Bitcoin không có một cái subreddit và các bạn đã thấy điều gì xảy ra. Các bạn đã thấy được là những cái số lượng người mà tham gia vào cái subreddit của Bitcoin đã tăng một cách nhanh chóng. Các bạn thấy được là cái sự kiện của Reddit đã khiến cho nhiều người biết đến là Reddit là một trong những cái nơi mà nhiều người có thể là hội họp với nhau và có thể là bàn luận về thị trường tài chính và cái sự kiện của Wall đã dẫn đến là nhiều người ở trên Reddit biết tới hơn về thị trường crypto tại vì các bạn thấy được là những cái sự kiện liên quan đến Robinhood À, ngưng hay là hạn chế giao dịch đó đã dẫn đến là nhiều người tìm đến thị trường crypto này một cái thị trường mà có ít luật hơn và một thị trường mà tự do hơn và các bạn đã thấy được là gần đây cái số lượng người mà tham gia vào cái subreddit của bitcoin đã tăng một cách kinh khủng <laughs> trong vòng chỉ là tháng vừa rồi so với cái tháng này mà thôi đây là một tài liệu khác mà cho các bạn thấy được là có rất nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ đang tham gia vào và các bạn thấy được là một cái thông tin khác nữa là khi mà các bạn nhìn vào những cái YouTube lớn liên quan đến crypto như là Datadash, như là Andreas Antonopoulos, như là Ivan on Tech, như là Allcoin Daily, Box Mining, Allcoin Bus, Coin Bureau, The Modern Investor, Crypto Lock, các bạn thấy được là đây là những cái YouTube lớn mà đã có mặt nhiều năm. Thì trong thời gian gần đây đây các bạn có thể nhìn vào cái số lượng người xem cái video những kênh này đã tăng lên một cách rất là nhanh có nghĩa là sao có nghĩa là bây giờ có rất nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ rất là hứng thú đối với thị trường này tại vì các bạn nên biết là những nhà đầu tư như là Ray Dalio sẽ không có đi xem YouTube à, nhưng mà những nhà đầu tư riêng lẻ thì sẽ xem rất nhiều YouTube cho nên cái số lượng người xem tăng lên đây cũng là một dấu hiệu cho các bạn thấy được là có rất nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ đã có mặt và họ đang hoạt động rất là mạnh bây giờ đây là điều mà thùng muốn nói với các bạn thông qua những thông tin mà thùng mới vừa chia sẻ tại vì đây là một điều rất quan trọng tại sao lại À, nói về cái vấn đề này bây giờ, tại vì cái bạn cần nên biết đó là khi mà chúng ta thấy có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ tham gia vào, thì đương nhiên nhiều bạn rất là vui tại vì cái sự tăng trưởng sẽ rất là mạnh khi mà có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ tham gia vào và thậm chí bản thân thuận cũng có những người thân bây giờ là nhắn tin thuận hỏi thuận về crypto về bitcoin là mua như thế nào vân vân. Nhưng mà các bạn cũng cần phải hiểu đó là khi mà chúng ta thấy nhà đầu tư riêng lẻ tham gia vào, thì chúng ta cũng phải bắt đầu đếm ngược cái mùa tăng trưởng này khi nào kết thúc không biết là không mấy bạn muốn nói về vấn đề này các bạn bây giờ chỉ muốn nói về moon à, xem coi là sẽ tăng đến mức nào mà thôi nhưng mà sự thật là các bạn không biết là thường có cái channel youtube này cũng là 3 năm rồi hơn 3 năm và thường đầu tư vào crypto cũng là bốn năm rồi thì ít ra bản thân Thượng và nhiều bạn trên channel này đã trải qua một mùa đông crypto và cũng đã biết là mùa đông crypto khó khăn và nó khủng khiếp như thế nào và không phải ai cũng thấy là trải qua được mùa đông crypto cho nên một trong những điều mà Thượng đã Tự hứa với lại bản thân mình là trong cái mùa tăng trưởng này Thuận phải có một cái điểm thoát ra khỏi thị trường này Và điều đó rất là quan trọng Các bạn cũng nên hiểu là Thuận đầu tư vào thị trường này cũng đã 4 năm Trung bình giá là mạnh ấy, là đã 3 năm rồi Thì trong vòng 3 năm qua các bạn cũng có thể nghĩ được là Cái phần mà Thuận lợi nhiều đến cỡ nào Và nếu như thị trường này thật sự mà đến cái mức như chúng ta tin tưởng Là Bitcoin sẽ qua khoảng 100.000-8.000 10 Thì đó là những cái con số mà Thuận không thể tưởng tượng được Tại vì cái số tiền mà thuận có được đó có thể thay đổi cả cuộc đời. Và bây giờ đó, cái số lượng tiền mà thuận có bây giờ đó, cái số phần lời đó, tất cả đều là lời trên giấy tờ mà thôi, coi như là thuận chưa có bán một đồng nào. Các bạn cũng đã nhớ là mỗi lần mà thuận bán một đồng nào thì luôn đây đẩy đồng đó vào một cái crypto khác. Cho nên bán thì chỉ bán để mà đổi một đồng khác mà thôi chứ còn nếu như mà nói là bán để mà rút tiền về ngân hàng thì thuận chưa bao giờ bán một crypto nào mà rút tiền về ngân hàng từ lúc mà đầu tư cho tới bây giờ. Nhưng mà thuận thì là một người mà rất là tin tưởng vào một cái chu kỳ